một mẫu váy rất là thời trang và thời thượng dành cho mọi người đây. Mẫu này phải nói là siêu siêu đẹp và siêu siêu đẳng cấp luôn ý. Nó khác hoàn toàn với những mẫu váy mà Phương đã review. Em này là một em váy liền nhá mọi người, không phải là tách. Ở phần trên thì thiết kế như một cái sơ mi đó, phần dưới thì thiết kế như một cái chân váy xếp ly đáng xòe như thế này. Ngoài ra thì mua em váy này thì còn được tặng kèm một cái túi, một cái túi đeo ở đai như thế này này, người ta gọi là cái bell bag, túi đeo ở bell, rất là đẹp. Em này là đẹp lắm luôn đấy mọi người, mọi người có thể phối với nhiều những cái món khác không chỉ với cái váy này đâu. Và điểm nhấn của em này thì như mọi người nhìn thấy là nó sẽ có phần đính những cái sticker, những cái huy hiệu ở ngay trên ngực này. Ở đây có túi áo này, đây túi áo này, huy hiệu này. Ngoài ra thì ở bên tay, bên rìa tay này cũng được đính những cái huy hiệu luôn này, nhìn rất là cá tính luôn. Mẫu này thì mọi người có thể mặc được cả đi làm, cả đi chơi, đi kiểu event, muốn biến mình trở thành những cái cô gái mà nhìn nó năng động hơn bình thường ấy, có thể sử dụng mẫu này. Phương là Phương cực kỳ mê cái bell vest này nhá, rất là đẹp, thay cho túi được luôn. Cái này mọi người có thể đựng được son nhé, một thỏi son nhỏ nhỏ, và tiền, trong đây được một tiền luôn.